Ta cùng phân tích cái thị trường chứng khoán phát sinh tuần mới. Thì cái tuần vừa rồi cũng là một tuần mà có lợi nhuận ok. Thì ta cùng phân tích cái thị trường chứng khoán phát sinh cho tuần mới như thế này. Thì giảm rõ rồi đúng không? Trên giảm như thế này thì bây giờ chúng ta sẽ phân tích như thế nào đây? Thì đầu tiên các bạn sẽ nhìn này. Trên thì giảm nhưng mà hỗ trợ đâu đấy quanh đây. Lưu ý nha. Và cái nhịp vừa rồi á. Cái nhịp vừa rồi này, cái nhịp đây này, cái nhịp tăng vừa rồi là từ đây nó lên đây trước cái đạn đó, bây giờ nó đang xuống đây là tương đứng với nó, là nó xuống ngay đúng như cái điểm gì đó này đi. Từ từ mình để sau đó, nó đang xuống đúng ngay cái nhịp mà lên vừa rồi. À, thì có khả năng rất cao ở đâu đây nó sẽ có phá hồi nha, nên nhớ là đâu đây nó có khả năng có phá hồi đó, nó có phá hồi lại, tại vì ở đây nó xuống nếu mà khung ngày thì nó hồi tí gần như trả hồi máy xuống luôn, nhưng mà đâu đây có khả năng là sẽ có hồi lại đây. Các bạn lưu ý là đâu đấy ở vùng này, ở cái vùng từ đây xuống á, thì theo mình nghĩ là từ từ là có khả năng sẽ có hồi rất cao, tại vì hỗ trợ này các bạn nhìn thấy hỗ trợ này, hỗ trợ trên cái khung thời gian này khá là nhiều đó, cùng áp bộ này hỗ trợ rất là nhiều như thế này, thì cái xác suất ở đây nó sẽ có một nhịp hồi lại là cao, ta lưu ý à, rất có khả năng sẽ có một nhịp hồi lại đâu đấy ở gì, ở đâu vùng này, nên là nếu mà sập nữa thì sẽ không sập nữa mà có thể sẽ có một pha hồi long, có nghĩa hồi lên đâu đấy tầm, có thể là hồi lên tới cái vùng khoảng cỡ là 1108 hoặc thậm chí cao hơn là khoảng 1112, có khả năng sẽ hồi lên đâu đấy cái vùng đó. Đó, lưu ý nha. Nên là chỗ này sẽ là chỗ canh, bắt đầu canh tìm cái điểm hồi để lon lại chứ không không sợ nữa. Cái xác suất là nó sẽ hồi lên rất cao. Mặc dù trend này đó xuống này, cùng áp bộ nó đang xuống này. Đó. Nhưng bắt đầu xuống ở những cái vùng mà có cái biên độ hồi rất cao. Nên ở cái vùng này mình cũng đánh giá rằng khả năng là sang tuần có khả năng có phá hồi. Ví dụ như dòng VN30 thì cũng về đâu đấy cái vùng hỗ trợ này này. Đấy, thì cái xác suất có thể nó sẽ có phá hồi lại rất cao. Tất nhiên hồi lại thì như mình thì mình nghĩ rằng là mình cũng chưa giải ngân cơ sở, tại vì mình cho rằng là nó hồi lên nó sẽ còn một nhịp rớt lại. Đấy, nên là mình chưa giải ngân, mình chờ nhịp rớt lại. Đó. Thì ông này thế thôi. Ông này đương nhiên hồi lên ông sẽ còn một nhịp rớt lại chứ không phải hồi lên xong cái ông lên luôn. Đấy, nhưng mà hồi lên ông rớt lại thì cái nhịp sau rớt lại nó sẽ như thế nào để chúng ta tính tiếp, nhưng mà xác suất ở vùng này là hồi. Đấy, nhìn trên các cái khung như thế này rõ ràng là xác suất vùng sau là hồi. Tuần sau là hồi rất cao. Đấy, nên là chỉ tuần sau sẽ tìm điểm để canh lo chứ không sọt, không sọt nữa, và có thể thứ hai sẽ hồi luôn, có thể thứ hai sẽ hồi luôn. Đấy, thì bây giờ khung 15 phút này ông cụ bé đây, thì nhìn khung 15 phút bạn sẽ thấy rõ này, đây nguyên một cái nhịp tăng này đó, đây thậm chí là tính từ đây luôn á, tính từ đây đó, thì đây là một cái nhịp nhịp xuống này. Thế là cái nhịp tăng này nó đi tới đâu? Đây. Thế là cái nhịp xuống này nó đang gì? Nó đang xuống về đâu đấy biên này, ngang ngang đây thôi. Đấy, thì mình thì mình đánh giá rằng sang tuần sẽ có thể sẽ có một pha hồi. Thì ở cái vùng này nó sẽ có pha hồi mà thậm chí có thể lên đâu đấy ở những cái vùng như là đầu tiên nhất là vùng này này, 1108 trước, và sau đấy thậm chí có thể lên cao hơn là lên những cái vùng như là 1110, 1112. Đấy, lưu ý như vậy là có khả năng nó sẽ hồi đâu đó tầm còn 10 mười mấy điểm đó. Đó, nên là chúng ta lưu ý là cái xác suất mà ở cái nhịp này đánh hồi là đánh cái nhịp hồi lại, canh đánh cái nhịp lon lại là rất cao, không đánh nhịp nhịp sọt nữa nha, sọt là coi chừng ạ. Đấy, coi chừng là nó sẽ hồi là mất tiền ạ. Nhưng mà đấy, khi nó hồi lên một nhịp nữa, nó hồi lên cái đã, hồi lên xong rồi coi nhịp sau xuống tới đâu, thì tất nhiên là cũng có thể là những cái vùng mà chúng ta lưu ý là đây nó đã từng thoát trend ở đâu đây, thì tương lai nó có thể nó xuống về là những vùng mà thoát trend là về là những vùng này này đó, hoàn toàn đâu đây nó lên hay hoàn toàn có thể xảy ra, thì về đây là vừa rồi nó bứt cái trend ở đâu đây thì có khả năng nó sẽ hồi lên xong có thể rớt một nhịp nữa về về cái vùng này vẫn có thể xảy ra đấy, đâu đây hoặc đây cũng có thể xảy ra. Tuy nhiên là gì, trước mắt là cái vùng đâu đây là nó sẽ có pha hồi rất cao đấy, rất rất cao, nên là lưu ý là canh cái pha lon sẽ hay hơn pha sọt, và có cái tỷ lệ thắng cao hơn rất nhiều, nghĩa là nếu chúng ta sót ấy, chúng ta thắng một ấy, thì lon tỷ lệ thắng sẽ phải 2 3 4 trở lên. Đó, nên là gì, nên là ưu tiên lon.
tìm điểm xác nhận ưu tiên lo hay hơn sao. Đó, bạn nghe lưu ý. À, còn nó hồi lên rồi, chúng hồi lên các cái vùng mà mình đã phân tích rồi thì có khả năng nó hồi lên đâu, đây chúng bác là hồi lên đâu ở những vùng như là 101, 108 hoặc thậm chí là gì 1112, thậm chí cao có thể cao hơn nữa là lên lại lên tới những cái vùng như là 1118 vẫn có thể xảy ra nhưng mà xác suất nó thấp, còn những cái vùng mà như là 1112 là rất cao đó, những vùng này này đó. Và rất cao khả năng sẽ lên hồi lên nào đó những vùng 112 là có 17 điểm á, ở đâu đây là nó có dính dính xuống đi chăng nữa thì tại vì cái biên độ giảm mình cho rằng là cũng tương đối ok rồi đó, nếu có giảm xuống đi chăng nữa cũng không nhiều, có thể còn giảm nhưng mà không nhiều lắm. Ngoài ra nó sẽ có hồi trước mắt, nó hồi cái đã rồi nó lên nữa hay không, hồi nữa nó hồi cái đã và nó có sẽ có nhịp giảm lại, giống cái hồi cái lên luôn đâu, nó sẽ có nhịp giảm lại nhưng mà hồi cái đã thì mình canh để ăn những pha hồi này tầm 17 điểm, xác suất hồi là rất cao đó. 30 thì nó đang rớt ra nè nhưng mà nó bắt đầu tiệm cận những cái vùng này rồi thì có thể nó hồi xong nó có một nhịp chỉnh lại nữa đó, nên là cái sang tuần là cái xu hướng lon là xu hướng sẽ, nếu mà đánh lon á tìm điểm hồi á, sẽ ăn là gì 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 nhưng mà người ta short á, chúng ta chỉ ăn 1 2 thôi mà cái cửa short á, chúng ta có thể thua nhiều hơn. Tại vì sao? Tại vì khi mà nó điều chỉnh đủ biên độ rồi thì nó sẽ gì cái nhịp tăng nó sẽ có thể là cái nhịp hồi của nó vùng đây có xuống đi chăng nữa thì không nhiều ít nhưng mà nó hồi lên sẽ rất cao đấy, và hồi lên là anh gấp đôi gấp ba gấp bốn lần so với gì so đấy. Đấy nên là tìm điểm xác nhận để long sẽ hay hơn rất nhiều so với pha sọt, thì cái này mình phân tích rất rõ cho các bạn rồi thì để chúng ta gì để chúng ta sẽ tìm cái điểm để chúng ta long trong tuần tới, có thể thứ hai là sẽ có hồi luôn cũng có khi sang tuần thứ hai có thể là sẽ hồi luôn cũng có khi đấy, nên là chúng ta cần phải hết sức là canh đoạn này, còn đoạn này là không sót nữa, không sót đuổi nữa, chờ hỏi lên các bạn nha. Ok thì video này mình nghĩ rằng là vậy thôi và mình sẽ canh lo, còn room thì chắc chắn mình sẽ canh để mình tìm điểm nên tư vấn cho mọi người lo. Thì hôm thứ sáu thì mình cũng có lo ăn một tí buổi sáng được ít, thì còn cái lệnh sọt thì mình không đánh tại vì chiều thì mình trước khi mình có việc mình đi mình không có tư vấn, nhưng mình cũng nhắc mọi người là gì canh cái lo khả năng nó sẽ có tăng lên một chút, thì chiều đấy nó tăng lên mình lo nó tăng lên là tới 1108 sau đó mới rớt lại về 1099 này, nhưng mà tăng lên tới 1108 đó là chiều đó mà ai lo theo cái hướng dẫn của mình là vẫn lại đó, mình xong nó đạp lại cuối phiên đạp lại, nhưng mà đánh giá ở đâu đấy ở vùng này cái xác suất mà nó sẽ hồi lên rất cao, chúng ta lưu ý. Ok thì vậy thôi, video rất là ngắn gọn nhưng mà mình nghĩ là phân tích đủ rồi cho mọi người rồi đấy, nhịp tăng vừa rồi này lên tới đây và nhịp chỉnh thì nó đã xuống đâu đây rồi và hỗ trợ rất nhiều, thì cái xác suất ở đây nó sẽ có hồi là rất cao, còn xuống nữa không nhiều đấy, cái biên độ xuống nó sẽ không nhiều lắm đâu đấy, nên là mình sẽ canh cái pha hồi tìm điểm lon hay hơn rất nhiều so với sau đấy. Tất nhiên vào lệnh là phải có stop loss, phải có điều tiết vốn đấy, chứ không phải là vào cái là không stop loss không gì là tôi các bạn nhé, và có cái vùng để chúng ta chốt lại nó sẽ có hết đầy đủ thì chúng ta sẽ ok. Ok vậy thôi. À, chúc mọi người giao dịch hiệu quả và hẹn gặp lại mọi người ở video có thể là tối thứ hai mình sẽ có video phân tích tiếp về chứng khoán phát sinh cho tuần mới, cho cái phiên tiếp theo hoặc cho một vài phiên tiếp theo chờ cái phiên thứ hai, nhưng mà cái xác suất là thứ hai mình sẽ tìm điểm lon cao hơn sót rất nhiều. Thôi, xin chào mọi người, chúc mọi người một tuần mới giao dịch hiệu quả nhé. Chào cả nhà.